Vậy là vòng 1/8 World Cup 2022 đã chính thức khép lại, qua đó chúng ta có tên của 8 đội tuyển sẽ có mặt ở tứ kết và tiến gần hơn đến chiếc cúp vàng danh giá. Cùng tìm hiểu xem họ đã thể hiện những gì để có thể góp mặt vào danh sách 8 đội mạnh nhất tại Qatar năm nay. Cặp đấu đầu tiên của tứ kết sẽ là cuộc chạm trán giữa Argentina và Hà Lan. Không khó để cho hai ông lớn của bóng đá thế giới đi tiếp vào vòng trong, khi Australia và Mỹ rõ ràng chưa phải chướng ngại vật đủ tầm để tạo thêm những bất ngờ. Ngay trước khi vòng bảng khởi tranh, hai đội tuyển này đã được dự đoán sẽ gặp nhau tại tứ kết và cho đến lúc này cả hai vẫn đang làm tốt công việc của mình. 3 năm, 5 tháng là quãng thời gian mà Messi và các đồng đội không biết đến mùi thất bại tính từ thời điểm Argentina thắng Chile 2-1 ở trận tranh hạng 3 Copa America vào tháng 6 năm 2019. Ả Rập Xê Út rõ ràng là đối thủ không thể tuyệt vời hơn để La Albiceleste nâng cao thành tích và có cho mình khởi đầu thuận lợi. Các bạn nên biết Messi chưa từng thua đội bóng châu Á nào trong màu áo đội tuyển, nhưng trận đấu trên sân Lusail hôm đó thì khác. Argentina thua Ả Rập Xê Út 1-2, hay nói đúng hơn là Messi thua Ả Rập Xê Út 1-2. Dù cho đã có hai chiến thắng liên tiếp trước Mexico và Ba Lan, cùng với việc vượt qua Australia tại vòng 16 đội, nhưng điều mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy lối chơi của đại diện Nam Mỹ vẫn quá phụ thuộc vào El Puga. Các bàn thắng của Argentina đều không cho thấy đường nét của những pha phối hợp rõ ràng và đa phần đến từ sự tỏa sáng của các cá nhân cùng với sai lầm của đối thủ. Trước những hàng phòng ngự số đông, nếu Messi không có những khoảnh khắc thiên tài, chưa biết chừng La Albiceleste sẽ còn phải nhận thêm những kết quả tồi tệ. Ở phía bên kia chiến tuyến, Hà Lan vượt qua vòng bảng có phần giống những gì mà Argentina thể hiện. Club lớp cam rất khó để tạo ra những tình huống ghi bàn rõ ràng, mà phải nhờ đến sự tỏa sáng của Cody Gakpo mới có thể thoát được sự bế tắc. Có thể bạn chưa biết, trong 4 trận đã đấu, trừ chiến thắng trước một Qatar quá yếu thì ở cả 3 trận đấu còn lại, họ đều sút ít hơn đối phương. Ở trận hòa trước Ecuador, Hà Lan chỉ sút vỏn vẹn 2 lần và một trong số đó đã tạo nên bàn thắng. Thậm chí trong chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Mỹ, họ cũng sút ít hơn đội bóng đến từ xứ sở cờ hòa. Và nếu là những người xem bóng đá lâu năm, sút ít nhưng vẫn thắng không còn quá xa lạ trong cách huấn luyện của Luis Van Gaal. Cả hai đại diện của châu Âu cũng chẳng mấy khó khăn để tiến tới trận tứ kết. Với một đội hình quá đồng đều và chất lượng ở các tuyến, Anh và Pháp hứa hẹn sẽ tạo nên một trận siêu kinh điển thực sự tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tam sư đã có một bộ mặt hoàn toàn khác với chính họ tại Euro 2020. Huấn luyện viên Southgate hóa ra không bảo thủ như cái cách mà người ta vẫn thường nghĩ về ông, ngoại trừ việc Harry Maguire luôn nghiễm nhiên có một suất đá chính dù phong độ của trung vệ này có ra sao. Nếu bạn để ý, tính đến lúc này, tuyển Anh là đội có hàng công đáng sợ nhất tại World Cup 2022 khi đã ghi tới 12 bàn thắng trong 4 trận đá đấu, trung bình 3 bàn một trận, một hiệu suất có thể nói là khủng khiếp so với chính họ cách đây một năm. Southgate đã dám thay đổi và đưa những nhân tố mới cùng các chiến thuật đa dạng trong cách chơi của mình. Tuyển Anh giờ đây có thể tấn công trung lộ với Bellingham, Mason Mount, tấn công ở hai cánh với Foden, Saka, Rashford, chơi bóng bổng truyền thống với Luke Shaw, Arnold, Trippier và Harry Kane. Một điều thú vị ở đội tuyển này là họ thường khởi đầu trận đấu khá chậm chạp, thường xuyên chuyền hỏng và phối hợp lạc nhịp ở quãng thời gian đầu. Nhưng một khi đã mở điểm là ghi bàn dồn dập, sau đó chơi chắc chắn và đề cao về phòng ngự. Bằng chứng là khoảng thời gian giữa các bàn thắng của tam sư khá ngắn. Không biết liệu đó có phải là ý đồ của Southgate hay không. Nếu đúng, đây có thể coi là một ý tưởng khá thành công ở thời điểm hiện tại. Với Le Bleu, cơn bão chấn thương đã càn quét đội tuyển này trước thềm World Cup. Điều đó dấy lên những nghi ngờ về việc đoàn quân huấn luyện viên Deschamps sẽ dừng chân sớm tại World Cup năm nay. Nhưng những gì mà đội bóng này thể hiện đang cho thấy họ sẵn sàng giữ lại chiếc cúp vàng thêm 4 năm nữa. Tuyển Pháp trình diễn một lối chơi tấn công đầy tốc độ và mạch lạc ở kỳ World Cup 4 năm về trước. Mbappe đã chơi rất hay để đưa Le Bleu lên ngôi vô địch và năm nay tiền đạo của Paris Saint-Germain thậm chí còn hay hơn rất nhiều. Cầu thủ sinh năm 1998 đang trở thành đối tác hoàn hảo bên cạnh Giroud trên hàng công. Người ta vẫn thường nói Giroud chỉ giỏi trong vai người đóng thế hay người làm nền. Ấy thế mà tiền đạo của AC Milan lại vừa vượt qua huyền thoại Thierry Henry để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển Pháp với tổng cộng 52 lần làm tung lưới đối phương. Ngoài ra ở tuổi 36 và 65 ngày, Giroud trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai ghi bàn tại vòng đấu loại trực tiếp World Cup, chỉ kém Roger Milla của Cameroon tại Italia 90. Cặp song sát quá thăng hoa của Deschamps phần nào khiến người ta quên đi phong độ không được cao tại hàng thủ đội tuyển này. Hugo Lloris có lẽ là ứng viên đầu tiên bị loại khỏi vị trí thủ môn xuất sắc nhất World Cup, với trong 4 trận đã qua, những chú gà trống Goloa chẳng giữ sạch lưới một lần nào. Đó là cái giá phải trả cho việc dâng cao đội hình và tập trung cho mặt trận tấn công. Tính đến thời điểm này, hệ thống của Deschamps vẫn hoạt động ổn với những người ông có trong tay,
Nhưng liệu có rủi ro quá lớn nào trong cách chơi này hay không, chúng ta vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng. Một cặp thú vị khi cả hai đều gặp các đại diện châu Á vào mùa 8, nhưng cách mà Croatia vượt qua Nhật Bản lại khác hoàn toàn cái cách mà những vũ công Samba chiến thắng đội bóng xứ sở kim chỉ. Chật vật là từ ngữ miêu tả chính xác những gì Croatia đang thể hiện tại World Cup năm nay. Trong 4 trận đấu đã qua, nếu chỉ tính riêng 90 phút chính thức, Á quân World Cup 2018 chỉ thắng 1 và hòa tận 3 lần. Những tưởng đại diện của châu Âu sẽ dễ dàng vượt qua vòng 16 đội khi chỉ phải gặp Nhật Bản, nhưng thực tế trên sân thì không như vậy. Samurai xanh mới là đội tấn công sắc nét và tạo ra nhiều áp lực hơn. Chính cầu thủ Croatia mới là những người mong muốn tiến đến loạt penalty, mới đây được coi là sở trường của đội bóng này. Không khó để lý giải cho phong độ đi xuống ở Croatia, họ vẫn phải dựa quá nhiều vào những trụ cột lớn tuổi. Linh hồn của đội bóng này là Luka Modric đã 37 tuổi, Ivan Perisic 33 tuổi, Lovren cũng vậy, và Brozovic thì bước sang tuổi thứ 30. Họ có kinh nghiệm và đẳng cấp nhưng tuổi tác không cho phép các thủ này duy trì thể lực xuyên suốt 90 phút, do đó khó thể yêu cầu đội bóng này chơi tấn công tốc độ và đột biến được. Brazil thì khác, những vũ công Samba thật sự đã nhảy múa tại Qatar năm nay. Cách chơi của họ thậm chí không cho Hàn Quốc thấy một tia hy vọng giành điểm nào. Neymar trở lại sau chấn thương và lập tức thổi hồn vào những đôi chân nghệ sĩ. Brazil dễ dàng vượt qua vòng bảng với 2 chiến thắng và trận thua duy nhất là khi họ thi đấu với một đội hình phần lớn là các thủ dự bị. Chấn thương của Neymar ở trận mở màn khiến người hâm mộ đội tuyển này lo lắng. Tuy nhiên, Brazil hiện tại không còn mỏng manh và yếu đuối khi thiếu vắng tiền đạo của Brazil Jamain. Thực tế cho thấy khi vắng cầu thủ Mao số 10, Brazil không còn giữ được nét thanh toán vốn có. Nhưng với những ngôi sao khác có mặt trong đội hình, họ vẫn biết cách tìm được chiến thắng. Giờ đây, Neymar đã quay trở lại và cùng với những người đồng đội tìm kiếm ngôi sao vàng thứ 6 trên ngược áo. Với Bồ Đào Nha và Maroc, hai đội tuyển này đã tạo nên địa chấn thật sự ở vòng 1/8. Maroc là đại diện châu Phi duy nhất còn sót lại ở vòng tứ kết và cũng là cái tên gây ra nhiều bất ngờ nhất. Ai mà ngờ được đội tuyển này sẽ đứng đầu ở bảng đấu với sự góp mặt của Bỉ và Croatia. Nhiều người gọi thành tích của đội bóng này là may mắn. Và một Tây Ban Nha với sức mạnh của mình sẽ đưa Hakimi và các đồng đội trở về với mặt đất. Nhưng Maroc đã nhường tấm vé trở về cho La Roja. Đội tuyển này không hoa mỹ cầu kỳ và thay vào đó là một lối chơi vây ráp, theo sát và kèm người cực giác. Nó nhàm chán, đúng là vậy, nhưng nó hiệu quả. Và nếu tiếp tục chiến thắng thì chẳng có lý do gì để đại diện của lục địa đen thay đổi phong cách của mình. Trên chấm phạt đền, Bounou đã làm lu mờ tất cả. Thủ môn này tỏa sáng và giúp Maroc tạo nên địa chấn và trở thành con ngựa ô thực sự của giải đấu. Bồ Đào Nha cũng tạo nên địa chấn, nhưng không phải vì họ đã có chiến thắng đậm nhất vào 1/8, mà bởi vì Fernando Santos cuối cùng đã để Ronaldo trên ghế dự bị. Trước trận đấu, người ta lo ngại Bồ Đào Nha sẽ gặp khó khăn trong cách thi đấu kín kẽ của Thụy Sĩ khi mà trước đó thôi họ để thua đội tuyển Hàn Quốc trong một ngày mà CR7 thi đấu kém hiệu quả và thậm chí còn là nguyên nhân gây ra bàn gỡ cho đại diện của châu Á. Người hâm mộ Senegal châu Âu lo lắng hàng công của họ sẽ khó làm nên chuyện trước Thụy Sĩ. Và Santos đã có một quyết định vô cùng táo bạo khi thay Ronaldo bằng Gonçalo Ramos và những gì xảy ra thật sự điên rồ. Cầu thủ sinh năm 2001 ghi hat-trick trong kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp và đặc biệt hơn là trong một trận đấu thuộc vòng knockout. Điều mà CR7 đã thi đấu tới 5 kỳ World Cup vẫn chưa làm được. Những fan hâm mộ Ronaldo nên chấp nhận sự thật rằng không có anh trên sân, Bồ Đào Nha thi đấu đầy biến ảo, hiệu quả đạt được cũng là rất cao. Sẽ chẳng ngạc nhiên nếu chúng ta tiếp tục thấy CR7 không có mặt trong đội hình chính và phải ngồi trên ghế dự bị ở những trận đấu còn lại tại World Cup. 8 cái tên xuất sắc nhất đã lộ diện. Họ đến vòng tứ kết theo nhiều cách khác nhau nhưng đều chung một mục đích là đứng ở trên đỉnh thế giới. Có những tiếc nuối khi một vài đội bóng lớn phải dừng cuộc chơi, nhưng những đội bóng xứng đáng hơn mới là những người đi tiếp. Liệu trong 8 đội tuyển này, 4 đội nào sẽ góp mặt tại bán kết? Kết quả sẽ có vào ngày 11 tháng 12 tới đây. Sau khi xem xong clip này thì các bạn có thể truy cập vào đường link được gắn ở top comment ngay dưới đây thôi. Và các bạn sẽ chơi những trò chơi siêu dễ, nhận những phần quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi.